Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với DF và mình là Long. Thì trong video này, Long sẽ chỉ cho các bạn cách để mà mình đạt được 2.000 điểm uy tín trong cái tựa game Pixel nha. Rồi, thì đây là cái vấn đề chính của vài ngày gần đây. Và mình thấy là các bạn cũng đang kẹt rất là nhiều. Long thì Long cũng chưa có làm hết đấy các bạn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ làm nhanh một cái video như thế này để có thể là chỉ cho mọi người ha. Đầu tiên á, thì mình cần phải biết là để mà các bạn đạt được cái điểm này mà tối ưu nhất á, thì bắt buộc các bạn cần phải có cái level farming ở mức là level 5 để mà các bạn mở cho mình cái nhiệm vụ Floor Powder. Thì cái nhiệm vụ này mình có hướng dẫn ở trong cái video hướng dẫn làm nhiệm vụ rồi, đó là cái nhiệm vụ gần cuối cùng đó các bạn. Và ở đây thì mình sẽ nhắc lại một xíu nha. Thì ở đây khi mà các bạn đi từ đại phun nước, các bạn đi qua hướng 11 giờ, các bạn sẽ gặp một thằng tên là Fit. Thì các bạn nói chuyện với nó, các bạn sẽ nhận được cho mình là 4 cái hạt giống Rainbow. Đây cái hạt giống này nha. Đó. Thì sau khi mà các bạn đã nhận được rồi, các bạn sẽ qua bên tay phải nè, các bạn qua bên vỏ con bò. Các bạn trồng cho Long 4 cái hạt giống đó xuống ha, trồng 4 hạt giống này xuống đây. Rồi, từ cái chỗ này các bạn trồng nó và các bạn chờ một tiếng sau các bạn thu hoạch lại. Thì sau khi mà các bạn thu hoạch xong, các bạn nói chuyện với lại con Karen trong cái nhà ở bên Terra Villa ha, Terra Villa gì đó. Rồi các mình đi vô trong đây các bạn ha. Nó nằm ở trong nhà này nè. Rồi các bạn đi vô trong. Đó, các bạn nói chuyện lại với nó. Thì cái đoạn này Long cũng đang hướng dẫn trong cái video làm nhiệm vụ kia rồi, cho nên là mình sẽ không có nói nhiều về cái nhiệm vụ này nữa nha. Thì ở đây thì Long dùng cái cối xe gió tại lane 910 mọi người nha. Lane của ông anh mình xài ké rồi. Lane của Long không có cái cối xe gió đó. Ok, thì trong lúc mình chờ với mình sẽ thu hoạch luôn cái watermine này luôn. Thì mọi người vẫn thắc mắc là hiện tại thì Long vẫn trồng watermine thôi các bạn. Không có cái gì lạ đặc biệt hơn luôn á. Rồi ok, đây lượm đồ nha. 15 giây nữa. Rồi ok, thì sau khi mà các bạn đã chế cho mình xong được hai cái floor này rồi, các bạn thu hoạch lại ha. Xong, các bạn quay lại với lại cái chỗ con Karen lúc nãy á. Giờ mình quay lại chỗ đó, sau mình nói chuyện với nó một lần nữa. Là mình đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ cơ bản nhất của cơ bản rồi đó, là các bạn đã có được cho mình khoảng 50 điểm. Rồi, tiếp theo thì mình có hai cái nhiệm vụ mà mình cần hướng tới nữa. Đó là một cái nhiệm vụ là làm rượu và một cái nhiệm vụ là làm mua cái bình sữa. Ok, thì bây giờ Long sẽ hướng đó là cái việc nhận nhiệm vụ rượu trước nha. Các bạn đi từ hướng đại phun nước, các bạn đi xuống. À không, nó bây giờ đó là một cái trụ rồi các bạn. Mình bị lộn á. Ok rồi, các bạn đi qua bên đây, các bạn chui vô trong cái quán rượu ha. Mình không biết nó là quán rượu hay sao nhưng mà nó là con vịt đó các bạn. Rồi mình vào ha. Ôi đông dữ vậy. Rồi, thì các bạn sẽ nói chuyện với lại cái thằng Goose này nè. Đó. Thì tiện tay cái mình nhận luôn cái nhiệm vụ của cái thằng Fui đi các bạn. Thì cái này nó cũng được khoảng tầm 200 á. Nhưng mà mình chưa cần làm liền ha. Nếu mà các bạn có cơ hội các bạn làm thì làm luôn cũng được. Còn không thì các bạn cứ nhận rồi cứ để đó, tại vì mình cũng không có gì hết. Cứ nhận thôi, kiểu vậy. Ừ. Rồi, đây là nhiệm vụ rượu ở chỗ này các bạn ha, thằng này. Và thằng kia là một cái nhiệm vụ khác thì mình cứ kệ nó, mình chưa để cái đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại với lại cái trung tâm. Rồi, sau khi mà các bạn đã quay lại trung tâm rồi, mục tiêu của mình hiện tại là sẽ target cho tới hai cái nhiệm vụ. Một cái nhiệm vụ là làm nói chuyện với lại Z-Hot để lấy cây vợt. Nhiệm vụ thứ hai đó là chế 24 chai rượu. Thì bây giờ Long sẽ cho các bạn xem một cái bản về cái nhiệm vụ này nha. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về cái nhiệm vụ rượu trước. Thì cái nhiệm vụ mà mình sẽ làm là cái nhiệm vụ Pub Berry West các bạn ha. Và phần thưởng cho cái nhiệm vụ này sẽ là 4560 berry cộng với lại hai chai rượu Pub Berry đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ bấm vô cái phần là Why Not Pub Berry Delivery ha. Để nó đưa cho các bạn tới một cái bảng. Thì cái bảng này các bạn có thể hiểu như sau, hiểu cái dòng cuối là được rồi. Chúng ta sẽ cần có nguyên liệu là 576 trái Pub Berry với lại 72 honey, 240 cái cooking mix và đây là phần thưởng của chúng ta. Ok, mình sẽ đi chuẩn bị cái phần nguyên liệu này các bạn ha. Đây là cái nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ thứ hai đó là cái nhiệm vụ Z-Hot. Thì cái nhiệm vụ đó nó không có trong cái bảng này các bạn. Mình sẽ làm sau khi xong cái nhiệm vụ rượu nha. Rồi, bây giờ thì mình có thực đơn rồi các bạn ha. Mình đi vào game xong rồi mình đi bán đồ, xong cái mình đi lên đây rồi mình đi mua nguyên liệu thôi. Đối với Long thì Long sẽ ưu tiên mua luôn mấy cái này, xong cái Long cho nó chế skill luôn các bạn. Sau đó rồi mình tăng được thêm cái level skill nữa. Trời ơi, bãi giá nó lên kìa. Trời đất ơi, tôi không ý kiến gì luôn á. Nói chung là mình sẽ mua 576 trái Pub Berry các bạn nha. Rồi tiếp theo là honey các bạn, là 72 bình nha, 72 lọ ha. Oh my god, cái này tăng như điên luôn, quá trời tăng. Hôm bữa mình 0.4 rồi mọi người đã kêu mình bán rồi. Ok, 72 576 với lại cooking mix thì mình sẽ đi ra ngoài kia mình mua các bạn. À còn một cái nữa mà mình sẽ mua luôn ngay thời điểm này, đó là các bạn bấm chữ meal nha và các bạn sẽ thấy có một cái bình là cotton candy meal sack nè. Các bạn nhấn vô rồi các bạn hốt nha. Nói chung thì Long nghĩ là từ 2.000 tới 2.500 thì trong cái khung giá này các bạn đã có thể mua được rồi. Nhưng ở đây thì mình mua đại luôn, mình trả bao nhiêu đâu mọi người. Ý là mình thấy nó cũng ok á. Rồi,
Có nghĩa là nguyên liệu của mình để mà mình làm những cái nhiệm vụ trong game như sau nè. Mình sẽ cần, à không, mình thiếu nha, mình còn thiếu một cái nữa. Các bạn chờ xíu nha, để mình gom cái nó gọn gọn này. Cooking mix mình cần 240 bình các bạn, 240 túi. 240 ha, là khoảng 2400 berry. Đó, đây sẽ là cái khẩu phần mà chúng ta cần nè. Đầu tiên là 72 honey thì các bạn sẽ dùng cái này, rồi Potpourri với lại cooking mix để các bạn chế cho mình 24 chai rượu. Thứ hai là cái nhiệm vụ còn lại là cái nhiệm vụ của Zhot, thì các bạn sẽ cần cái bình sữa này để các bạn đóng cho thằng Zhot đó, rồi nó cho các bạn hoàn thành nhiệm vụ kiểu như vậy ha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ làm cái nhiệm vụ dễ trước, là Long sẽ làm cái nhiệm vụ Zhot ha. Là cái nhiệm vụ mà chúng ta sẽ dùng cái bình sữa này nè các bạn. Đó, các bạn đi lên hướng khu vui chơi ha. Bên khu tôi quên tên luôn rồi. Ok, rồi mình cứ đi thẳng lên các bạn, hướng 12 giờ. Rồi sau khi mà các bạn di chuyển qua bên đây xong, các bạn sẽ đi qua hướng bên tay phải của mình nha. Các bạn đi gọi là rón rén đi vô trong á. Đó, các bạn đi vào bên khu bên trong. Rồi các bạn đi thẳng xuống phía dưới luôn. Thì các bạn đứng sát vô trong cái map của cái map này nè. Đó, các bạn nói chuyện với cái thằng cầm vợt bên đây ha. Bạn nhấn vô các bạn nói chuyện với nó thì nó sẽ cho các bạn một cái nhiệm vụ. Đó, thì bây giờ cái nhiệm vụ của mình kế tiếp á, là mình sẽ nói chuyện với nó thêm một lần nữa. Thì bây giờ nó sẽ lấy luôn của các bạn cái bình bình sữa rồi á. Nó cho các bạn là cây vợt. Đó, hết rồi đó. Vậy là mình xong nhiệm vụ đó các bạn. Đương nhiên là nếu như mọi người thích thì mọi người có thể cầm cái vợt này mọi người vớt cá lên cũng được. Nhưng mà các bạn cần phải tìm chỗ nào có cái bóng con cá các bạn mới vớt được nha. Đó, thì coi như đó thôi. Và đó là về cái nhiệm vụ của Zhot ha. Vậy là mình xong rồi các bạn. Nhiệm vụ này kiểu như là các bạn chỉ cần đốt tiền thôi các bạn đã hoàn thành được rồi. Bây giờ sẽ là đến với cái nhiệm vụ làm rượu. Đương nhiên là cái nhiệm vụ làm rượu thì mình có hai cách làm lận, các bạn có thể lựa chọn là chế rượu cũng được, hoặc là các bạn mua trực tiếp cũng được. Đương nhiên là các bạn mua trực tiếp thì cái lượng chi phí mà các bạn bỏ ra nó sẽ thấp hơn, nhưng mà bù lại là các bạn sẽ không có kỹ năng của cái nghề chế rượu đó. Thì Long nghĩ là chúng ta nên nên có cái kỹ năng cho cái tài khoản của mình luôn. Nói chung là nó tăng cái độ uy tín đó các bạn. Thì đúng là game nó không có cấm các bạn chơi nhiều tài khoản, nhưng mà mình cũng nên ưu tiên cái chất lượng tài khoản của mình lên, cho nó có một cái sự thật á. Mình không biết, dùng từ như thế này, mà đại loại là cứ 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 nâng cao cái chất lượng tài khoản của mình lên đi, nó sẽ không có lỗ đâu. Đó là mình hiểu như vậy ha. Ok, đầu tiên thì mình có hai len để mà các bạn có thể làm nhiệm vụ rượu rất là nhanh. Đầu tiên là len 3803 với lại len 4137. Thì đây là hai cái len mà nó có bốn cái trụ để mà các bạn chế rượu ha. Các bạn sẽ chế rất là nhanh khi các bạn tới cái địa điểm như thế này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ làm nhanh ha. Sau khi xong cái nhiệm vụ rượu thì mình tiếp tục tới cái đoạn công đoạn kế tiếp của cái chuỗi đủ 2000 điểm uy tín này. Rồi, ok, thì sau khoảng tầm 4 5 phút gì đó, Long cái Long 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 xong cái nhiệm vụ rượu với mọi người. Đúng rồi. À, cái này mình không có viết kịch bản trước, mình nói hơi sướng vậy ha. Rồi, đó, thì sau khi xong các bạn sẽ cầm 24 chai rượu này ha, 24 chai của mình nè. Các bạn di chuyển tới cái chỗ hồi nãy mình nhận về nhiệm vụ á, là bên cái chỗ con vịt đó. Cái xong mình qua đó ha. Rồi mình chui vô xong cái mình nói chuyện với lại cái thằng thằng da đen rồi. Mình nó da đen thiệt mà đúng không ta? Mình nhớ không làm là vậy á. Đúng rồi, nó đen thui này. Đó, mình nói chuyện với thằng này ha. Xong các bạn sẽ nhận được 4560 berry, chuẩn luôn nha. Nên là trên cái web kia nó ghi như thế nào là nó đúng như thế đó mọi người. Khá là ok ha. Và các bạn nhận được thêm lại hai chai rượu nữa. Thì chỗ này á, các bạn có thể lựa chọn các bạn bán luôn hai chai rượu này cũng được. Có nghĩa là chi phí để mà mình làm nhiệm vụ trong game nó dao động đâu đó là tầm Long nghĩ là cái việc làm rượu đang khá lỗ. Nếu như các bạn mua trực tiếp á, thì các bạn sẽ không có bị lỗ nhiều đâu. Chắc tầm 1000 cho tới 1500 thôi. Cộng với cái bình sữa nữa thì các bạn tốn thêm 2500 đi, là các bạn tốn tầm 4000 cho cái việc mà làm nhiệm vụ. Coi như đó là một cái chi phí đầu tư mọi người ha. Để mình coi thử cái bình rượu bao nhiêu nha. Rồi, chai rượu hiện tại là 268 đồng. Có nghĩa là nó hơn hôm qua có mấy đồng à. Đó thì bây giờ mọi người có thể là treo lên lại luôn nè. Đó, mình treo lên 268, mình treo hai chai đó rồi xong. Vậy là các bạn đã giải quyết xong, có nghĩa các bạn nhận được khoảng 5000 mốt lại. Và các bạn chi ra tầm bao nhiêu tiền? Hồi nãy là mình mua 6000 rưỡi á mười. Mình nghĩ cỡ đó. Đó thì mình lỗ tầm 1500 với lại bình sữa nữa thì tầm 4, mình tính 5000 berry đi. Có nghĩa là về cái vấn đề nhiệm vụ bên trong game các bạn sẽ tốn tầm là 4 cho tới 5000 berry tùy vào thời điểm mà các bạn mua. Đó là cái điều mà các bạn cần lưu ý ha, là các bạn đã được cho mình là floor powder 50 điểm uy tín nè. Rồi Zhot các bạn được 150 điểm, nữa là 200 điểm nè. Rồi cái nhiệm vụ rượu vừa rồi các bạn sẽ được thêm 50 điểm nữa, là tổng cộng là 250 rồi. Ok, bây giờ mình sẽ ra thử cái phần dashboard xem là nó đang bao nhiêu điểm uy tín nha. Rồi các bạn bấm vô trong phần bên bên góc bên bên phải các bạn ha, bấm vô đó các bạn bấm yes.
nó sẽ đưa các bạn tới cái giao diện mà ok rồi thì đó rồi các bạn vào đây. Ủa, ở đây ủa sao Athlon điểm chết cao vậy ta? Ok thì đó đại loại là cái điểm chết của mình hiện tại là 1.796, đây là cái điểm của Long. Và đó là sau khi mà Long hoàn thành những cái nhiệm vụ Floor Powder nè, rồi nhiệm vụ rượu, rồi nhiệm vụ Jihad, thì hồi nãy giờ mình làm sao là mình cho các bạn thấy như vậy á. Rồi tiếp theo, sau khi mà các bạn đã xong những cái bên trong game rồi, những cái nhiệm vụ còn lại là những cái nhiệm vụ mà rất là khó để mình tiếp cận, và cũng như là cần cái nguồn berry khá là nhiều ha. Cho nên là mình sẽ không làm nhiệm vụ nữa, mình sẽ chuyển sang việc là mình kết nối với các cái social của cái tựa game này. Thì các bạn vào phần dashboard của dự án ha. Sau đó các bạn bấm vào phần social. Chỗ này các bạn có cái phần là connect Discord, connect Twitter, rồi email, các kiểu. Thì ở đây á, Long sẽ lựa chọn là connect Discord với lại Twitter. Đây là hai cái mà mình thấy là nó sẽ đủ cho cái tổng điểm mà mình cần thiết á cho cái tài khoản của Long nha. Rồi, à đúng rồi. Thì nếu như mọi người mà chơi cái tựa game này thì mọi người đừng quên là ủng hộ Guild Việt Nam vô địch đó các bạn ha. Thì đây là một cái guild mà hiện tại Long với lại mấy anh em bên đó đang đồng hành với nhau. Với lại các bạn cũng nên tìm cho mình một cái bến đỗ ha, tại vì cũng sắp chapter 2 rồi, Long nghĩ bây giờ cũng là sắp qua tháng 2 rồi các bạn. Bắt buộc các bạn nên có một cái guild trước. Các bạn cứ đồng hành, các bạn cứ hoạt động ở đó đi. Thì khi mà cái chương 2 ra, các bạn cũng sẽ có những cái lợi ích đặc biệt cho mỗi một cái thành viên như vậy. Và đặc biệt thì cái guild Việt Nam vô địch này các bạn khỏi phải lo luôn. Các bạn cứ vào đi, các bạn sẽ nhận được rất là nhiều lợi ích từ đây. À thôi, quay lại câu chuyện chính của mình nha. À, bây giờ mình vô phần social nè. À, bây giờ mọi người sẽ hỏi là ủa bây giờ tôi có một chục nick, lấy đâu ra Discord, lấy đâu ra Twitter để mà tôi kết nối đúng không? Ok luôn, thì thật sự mọi người có chục nick thì Long cũng cũng có chục nick các bạn, cho nên là cái này thì mình hiểu ha. Rồi thì đây là cách mà Long tìm cho mình Discord với lại Twitter các bạn nha. Long dùng tạp hóa MMO, thì đây là một cái web mà có thể giúp cho các bạn có được rất là nhiều thứ trên trời đất luôn. Nói chung nó là một cái tạp hóa đó mọi người, và nó bán bút lô xô hết, cái gì cũng có cả, từ tài khoản Google, Twitter, Discord hay là Telegram, bla bla, nói chung là nhiều thứ lắm, những cái dịch vụ mà mình không thể tưởng tượng được nó đều có cả. Và mục tiêu của mình lên đây là mình sẽ mua Twitter với lại Discord nha. Rồi thì ở đây mình có một cái link luôn, thì cái link này Long sẽ để vào mô tả luôn các bạn, và để mọi người nếu như mọi người không biết được là thằng nào nó ngon ấy, thì mọi người có thể dùng cái này, hoặc là mọi người có thể lựa cái thằng nào rẻ hơn cũng được. Tại vì mục tiêu của mình chỉ là kết nối cái tài khoản của mình với lại cái tài khoản game của mình thôi. Đó thì các bạn có thể cân nhắc cái điều này ha. Thì đây là một cái đề xuất và các bạn có thể làm theo hoặc không, chứ Long không có bắt buộc ai làm theo mình cả, hoặc các bạn có thể tự tạo để các bạn kết nối cũng được cho nó an toàn à. Nhưng mà Long thì Long không, tại vì mình không có thời gian đó mọi người. Thì bây giờ mình bắt buộc là phải mua. Mua xong thì các bạn sẽ được nhận một cái tài khoản. Rồi sau đó các bạn dùng cái tài khoản đó các bạn đăng nhập vào hai cái nền tảng Discord với lại Twitter của cái web mà các bạn đang dùng để chơi game nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đăng nhập vô nha. À đúng rồi, thì Long còn có thêm một cái lưu ý như thế này nữa cho các bạn, đó là các bạn khi mà các bạn dùng cái tạp hóa MMO này, các bạn để ý ha. Các bạn lăn xuống phía dưới các bạn sẽ thấy có một cái phần mô tả. Ở đây thì tùy chỗ các bạn, có chỗ thì nó sẽ chỉ cho các bạn là các bạn đăng nhập như thế nào, các bạn xài như thế nào, các bạn có những cái quy tắc gì các bạn cần phải để ý. Thì đây là một trong những cái nơi mà các bạn cần phải đọc nha, bắt buộc các bạn nha. Tại vì Long đang cung cấp cho các bạn cách để các bạn có thể giải quyết được cái vấn đề của mình. Còn cái cách dùng của các bạn, bắt buộc các bạn cần phải đọc hướng dẫn. Ừ chứ bây giờ tôi mà hướng dẫn nó rất là dài. Rồi ok, nhớ nha, mô tả dưới đây á. Rồi ví dụ như về cái tài khoản Twitter đi, thì ở đây nó có nói nè, user của mình sẽ là như này như này như này như này. Rồi các bạn cứ đúng công thức các bạn nhập vào nha. Discord cũng như vậy, Discord thì cũng có một cái đó là khách hàng nên mua đổi bán kiểu kiểu kiểu, thì đây là một cái các bạn nên để ý nữa. Rồi ok, rồi ok, thì bây giờ mình đã xong cái bước login cái Twitter với lại cái Discord của mình vào cái trình duyệt Pixel của mình rồi các bạn ha. Rồi ok, thì sau khi mà các bạn đã đăng nhập xong xuôi hết trơn rồi á, thì có một vài cái lưu ý như sau về Discord. Các bạn nên tải cái ứng dụng Discord token login này ha. Tại vì khi mà các bạn tải cái này về, các bạn chỉ cần nhét cái token của cái tài khoản mà các bạn mua là các bạn đã đăng nhập vô Discord được rồi ha. Cho nên là bắt buộc các bạn ha. Lưu ý cái này thì tại vì Long tốn khá nhiều thời gian cho cái việc mò mò nó đó. Nên là một cái lưu ý là như vậy. Còn cái phần Twitter thì nó dễ rồi, không có gì phải nói nữa hết. Bây giờ tại chỗ này các bạn bấm vào Connect Discord nha. Ở đây thì nói chung là các bạn bấm là như này, các bạn chọn vào play, sau đó các bạn đăng nhập tại chỗ này các bạn nha. Nhớ là chuyển lại cái trang mà các bạn vô game á, các bạn đăng nhập lại, đừng có đăng nhập ở chỗ kia tại vì cái chỗ đó hay bị lỗi lắm á. Ok rồi, rồi sau khi mà các bạn đã đăng nhập lại xong thì các bạn quay lại cái trang social lúc nãy,
các bạn chọn Connect Discord nha. Rồi, các bạn nhấn vô ha. Thì các bạn chờ một xíu, nó sẽ tự đưa cho mình tới một cái giao diện để mà mình kết nối cái Discord của cái trang mà các bạn đăng nhập á. Ví dụ như tại sao lâu nói với các bạn là các bạn nên đăng nhập Discord với lại Twitter tại cái tab mà các bạn chơi cái tài khoản đó đó. Để mà khi mà các bạn kết nối nó kết nối trực tiếp trong cái trình duyệt đó luôn, chứ nó không có liên kết ra bên ngoài á. Thì đó là một cái rất là tiện nha. Mọi người lưu ý cái này ha. Rồi xong. Vậy là trước mắt là mình đã thấy là mình xong được cái Discord rồi nè. À, ok lượm tiền nha. Tiếp theo là về cái Connect Twitter thì các bạn bấm Connect Twitter luôn. À, cái khúc này rất là đơn giản các bạn. Lâu nghĩ là chỉ khó cái chỗ là các bạn đi tìm cái tài khoản thôi. À, các bạn đi tìm tài khoản, các bạn đăng nhập vô Discord cho cái trình duyệt đó thôi. Ok. Rồi. Ở đây cái thì mình nghĩ là mình đã xong thêm một cái rồi đó. Là ở chỗ này là mình đã xong được một cái Twitter này, một cái Discord nè. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái việc kết nối tài khoản của mình rồi. Đó. Thì ở đây như thông báo trước đó thì các bạn cũng đã biết về cái tỷ lệ cộng điểm của hai cái social này rồi. Đó là Discord đó, thì các bạn được 200 điểm và Twitter thì các bạn được 50 điểm. Thì với cái tình hình hiện tại là mình được thêm khoảng 250 nữa, là tài khoản này của Long sẽ là 2040 và nó là một cái con số khá là ok ha. Ok, và đó là cách mà Long đang làm để mà giúp cho cái đóng tài khoản của mình nó đạt được 2000 điểm uy tín các bạn nha. Rồi và nếu như có những cái thắc mắc gì đó hay là những cái thông tin liên quan về cái công thức này á thì các bạn có thể comment dưới video hoặc là tham gia vào Telegram của DF để mà mình nhận thêm nhiều cái thông tin, nhiều cái vấn đề về cái này các bạn cần giải quyết gì á. Tại vì Long cũng hiện tại là cũng đã hiểu rồi các bạn. Các bạn cứ vào các bạn tag tên mình thì mình sẽ online thì mình sẽ chỉ cho các bạn ha. Hoặc là các bạn có thể nói chuyện với lại anh em trong group cũng được. Mấy anh em trong group bây giờ cũng rành lắm mà các bạn. Mọi người ai cũng biết hết rồi, ai cũng có một cái kinh nghiệm á. Nhưng mà ở đây á thì sau khi mà các bạn kết nối xong á thì nó sẽ chưa có tăng điểm liền mọi người nha. Các bạn cần cần phải chờ. Mình không biết là khoảng bao lâu á, nhưng mà đại loại là các bạn cần phải chờ để nó cập nhật lại, kiểu gì nó cũng lên nè. Ok, và đó là một cái vấn đề mà mọi người cũng hay thắc mắc nữa ha. Rồi, và video này cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Và cuối cùng thì nếu như các bạn mà có chơi cái tựa game Pixel này á thì các bạn có thể ủng hộ Land 1107 của mình nữa nè. Với lại các bạn ủng hộ thêm Guild Việt Nam vô địch nữa ha, để các bạn có cho mình một cái vị trí trong cái khoảng thời gian sắp tới khi mà Chapter 2 xuất hiện, các bạn có cho mình một cái nơi để tiếp tục chơi cái tựa game này trong cái chương 2 đó. Và với cá nhân Long ở thời điểm hiện tại thì Long dành rất là nhiều thời gian cũng như là cái sự tính toán của mình cho cái tựa game này luôn á các bạn. Nói chung là mình khá là thích cái dự án này và nhiều vấn đề lắm, cho nên là mọi người cứ đề xuất ha. Mọi người có cái vấn đề gì muốn tìm hiểu hay là cái thông tin gì đó mà muốn biết hay là muốn cập nhật á thì các bạn cứ comment trong video, mình sẽ hỗ trợ thêm. Và cũng như là các bạn có thể vào các group của Telegram của Guild nè, các bạn có thể vào Telegram của DF nè, các bạn tương tác với mình trong đó cũng được. Nói chung là bằng cách nào cũng được. Đó, cứ đặt ra câu hỏi, đặt ra vấn đề, tôi sẽ tìm cách tôi giải quyết cho các bạn. Rồi, và nếu như bạn cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên cho Long một like cũng như một đăng ký kênh để đón chờ những video kế tiếp của DF nha. Ok, cảm ơn các bạn.